Xin chào anh em nhé! Chào mừng anh em trở lại với kênh Crypto Channel của mình. Thế hôm nay mình sẽ làm một cái video để cập nhật à, tình hình mới nhất về cái đồng Sierra Bank. Đó. Và đây là một cái thông tin hết sức là quan trọng vì khả năng ấy là Sierra Bank sắp được mai nét nha. Đấy. Đây. Thì hiện tại ấy là anh em cuộn xuống này. Ở giao diện anh em cuộn xuống và nhấp vào cái à, mục tích bên này nhá. Đây bên này này đó thì anh em thấy là gì đây là các cái task tức là các cái nhiệm vụ đã hoàn thành ví dụ như là nhiệm vụ đầu tiên này nhiệm vụ đầu tiên ha rồi đấy đây có một cái nhiệm vụ đấy tức là cái nhiệm vụ chỉ còn cái nhiệm vụ P2P và prime uh... Concolation và exchange thôi tức là còn ba nhiệm vụ nữa thì cái nhiệm vụ p2p này có nghĩa là sắp tới đây chúng ta sẽ được chuyển cái đồng token này từ ví người này sang ví người khác nhá. À, và kế tiếp sau khi mà hoàn thành cái p2p ấy thì anh em sẽ biết được cái giá của nó là bao nhiêu và cái cuối cùng cái nhiệm vụ cuối cùng đó là cái việc list sàn, à, cái việc list sàn ha. Đây như vậy khi mà chúng ta được p2p thì chúng ta có thể trao đổi uh, theo cái giá đồng thuận, uh, cái giá đồng thuận, uh, đấy và khi mà p2p xong ấy thì là chúng ta sẽ tiến hành là mine net thì sau khi mine net thì mới list sàn được, sau khi mine net thì mới list sàn được, thì chúng ta chỉ còn một cách mine net, một cái nhiệm vụ nữa đó là nhiệm vụ p2p mà thôi, đấy, tức là cái task p2p đấy, đấy, á. Uh, thì chúc mừng anh em nhé à, chúng ta cũng đã gần tới ngày gặt hái rồi à. ở đây thì hiện tại mà cái việc chúng ta đào là từ ngày mà họ đã um, test nét đấy họ test đấy đây này đây là test này thì những cái token mà test nét trước đây á, thì nó nằm ở vị trí ở dưới này còn bây giờ chúng ta đào thì tiếp tục đào thì nó nằm ở vị trí chết này. À, Option data ấy, thì không hiểu là sau này ví dụ như của mình 14 đồng ST này này. đó thì nó sẽ được sử dụng như thế nào này. Với lại à, 452 đồng ST này trước đây. Trước cái mainnet ấy. À, xin lỗi trước cái testnet ấy. Thì không biết là được sử dụng thế nào. Và cái lịch mở khóa nó cụ thể như thế nào thì mình chưa rõ. Thế nên chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật thêm những cái thông tin. À, đấy. Rất là tuyệt vời nhé. Với thì nhiệm vụ của anh em ấy để mà có thể có thể mà cái hoàn thành cái à, cái giao dịch p này này thì anh em cần phải tạo cái ví nhá tạo cái ví ở trên cái 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 cái, cái, cái nền tảng này nhá đấy tạo cái ví ở trên này ha à. thì à, mình đã có cái video hướng dẫn anh em tạo cái ví rồi mình sẽ để ở phần mô tả của video này nhá đấy đó rất là tuyệt vời à mà bạn nào chưa KIC thì chúng ta cũng KIC đi. À, mình có video KIC rất là cụ thể ở trong cái kênh của mình đấy nhá. À, anh em có thể vào đấy và check à, xong nó KIC đi nhá. Đấy. Rồi, à, mình đã cập nhật tình hình mới nhất là như thế. À, thì à, anh em tiếp tục theo dõi à, khi có những cái cập nhật tiếp theo thì mình sẽ bổ sung thêm À. Đó. và nhiều khả năng là cái đồng token này nó sẽ có giá là khá là cao đấy mình đọc một số cái thông tin ở trên mạng thì thấy giá của nó cũng khá là cao à. tuy nhiên thì cụ thể như thế nào thì chúng ta phải chờ thôi à. vì cái tổng cung của nó cũng khá là ít à. rồi video của mình đến đây cũng là kết thúc cảm ơn anh em đã theo dõi nếu thấy video có ích thì có thể chia sẻ cho những người biết và cho nó một like để ủng hộ kênh của mình thì có thể đăng ký kênh nút vào chuông để nhận các thông báo cũng như các video mới nhất tạm biệt đấy em